Rồi hello anh em nha, em chào anh em nha. Buổi chiều ngay gần 4 giờ nha anh em. Hiếu coi chừng 4 giờ rước canh nha Hiếu. Mà hôm nay em coi nè, tới công chuyện nữa rồi, chưa bắt giới tới nữa đó anh em ơi. Anh em lên với anh em bộ áo quay 110 201 anh em. Bộ áo này lột tem rồi, tại tem xấu à, có vệ sinh sạch sẽ, bộ áo này không có bẩn nha anh em, full đèn đó. Rồi với lên với anh em một cục máy quay thái 110 201, máy cũng khá là đẹp á, chất gòn đồ khá là ok á, đầu dên luôn nè. Lửa này thì bữa hổm mình bán rồi nha anh em, cho nên là mình chưa có cái máy này, nó không có lửa chứ không có cụ đề. Chất gòn anh em nhìn nè, nó xanh, cái màu xanh tươi anh em thấy không, chất gòn tươi lắm nè anh em thấy không, phi gói à, mực xanh xanh vẫn còn, đầu nồi nguyên zin nha anh em. Máy này giá dễ xài luôn nha anh em, full bình xăng con luôn, 13 đồng à. Đó, tí nữa mình quay tới, bây giờ mình vô cái này trước đi. Nay có hai bộ lửa phun chờ một, lâu lâu gom gom lửa về đặng đôi khi cần giao cho anh em có mà giao ha. Dầu với bán với anh em cái đồng hồ quay 110 201, nền còn đỏ còn đẹp nha, nền còn đỏ ao à, đen thui. Đồng hồ này giá 800 anh em, kim zin theo xe luôn nha. Đó, kim có khắc đàng hoàng, kim đúng kim zin nha anh em. Odo nó báo 19.000, chắc đồng hồ này đứt dây quá. Kim zin nha anh em, chấu móc là nguyên zin ha, mực xanh mực vàng quẹt đồ ha. Đây, đồng hồ này ok lắm anh em, bao anh em hoạt động full chức năng nha. Đồng hồ này giá 800 anh em, trả xe đã vệ sinh sạch sẽ anh em, về việc lắp thôi, 201 anh em ơi. Đây, lắp 01 ha, 14 tháng 9 năm 2001 ha. Đó, kiến đồ rin theo xe hết anh em, có cái kiến nó răng này, vậy anh em thay kiến nó là đẹp á, kiến nó răng này, kiến rin theo xe mà nó răng anh em. Đó, đồng hồ này anh em về chịu khó thay kiến lại nha anh em, 800, full áo full đèn, nhựa nhám cho anh em luôn miếng yếm với cho anh em luôn cái học đồ nghề ha. Quay thái 110 đời 201, áo này khá là ok nha, móc quá 100%, không có cặp bẩn ha, không có cặp bẩn ha. Đó, full áo full đèn, móc bát 100%. Rồi mình bán cho anh em giá dễ xài luôn, full áo full đèn với học đồ nghề với lại cái yếm lường đen luôn, móc bát 100%, không có cặp bẩn. Áo này giao cho anh em giá là 2.300.000. Đó, chết bà rồi, mưa tới rồi, chắc quay cái máy với cái bộ lửa trước cho em nó thiên vô quá. Tới rồi Di ơi, lấy cái đồng hồ vô Di ơi, quay cục máy trước đi anh em ơi, mưa tới rồi nè. Boe nè, quay phụ kiện trước đi nha, boe đẹp nha anh em, boe đẹp không lỗi lầm ha. Đó, quay nào đem vô luôn đi ơi, mưa rồi, nắp lửa nè anh em, không có nước bể gì trơn á, không có lỗi nhưng mà nó không có đẹp đâu. Đó, nắp lửa đúng quay thái 110 nha, KFLF-2 nha anh em, không lỗi, vậy anh em sơn lại phôi đẹp, ốc bắt nắp lửa đầy đủ cho anh em mình nha. Đem vô. Rồi cái cục máy này thì mình tả tình trạng cho anh em. Máy thì lồng là mã là 108cm khối KFL-4. Máy này chất ron nó cực kỳ đẹp nha anh em, nó xanh tươi rói luôn. Đó, dạng nó đậu lâu năm mấy anh em, nhớt bao anh em là nhớt đẹp luôn nha, không có nhớt đen nha, ron nè, tươi rói nè anh em thấy không. Đó, chất ron tươi rói nha anh em. Đó, ốc đồ là em kiểm tra hết rồi nha, chưa có dấu mở gì nha, nồi em có kiểm tra nắp thâm nhớt rồi nha anh em. Đó, cốt tải đẹp, cốt tải nè, nè, chưa có dấu mòn gì hết trơn nha anh em, thấy không, cốt tải thẳng băng ha. Nói chung máy ok, mới mua chán bán cho anh em. Máy bao đầu nồi nguyên zin bao êm cho anh em nha, máy này đã test nổ rồi nha anh em, test nổ rồi, bao êm không khói, không giọng không hú cho anh em. Đó, em nói lại cục máy này em bán em bao anh em đầu nồi nguyên zin, cốt tải đẹp, ron cực kỳ đẹp, nhớt đẹp luôn, bao êm không khói, không giọng không hú, tại vì máy khá em mới mua. Anh em biết ở đây rồi, xe cổ nhà em không có thiếu trên dưới 10 chiếc mà ngu dại em đi mua bán đồ tù lao gì chi. Nè, đầu dên đẹp luôn nè, thấy không, đi nhớt cực kỳ đẹp nha anh em. Ừ, cái cốt mà về anh em rửa lại ngay, cốt này còn màu mè dữ lắm này nha. Đó, găng cỏ đẹp nè. Ừ, rồi cục máy quay thái 110 này full bình xăng con ha, máy 201 chưa có thay sinh cam luôn nha anh em,
nè, bao anh em thầy thợ vô test đó, bao anh em thầy thợ vô test, mình bao anh em là máy đầu nồi nguyên rim. Mã đầu là ET3, đa máy chất nhôm thì nó móc cời. Cái này anh em nào có dọn mới này chắc ron, anh em nhìn đi, nó khít khình khịch luôn á nha anh em, không có cu đề, không có bộ lửa. Một máy để bán cho anh em giá 13 triệu full bình xăng con, về anh em gác lên xe là xài liền đó, bao êm ái, không giọng, không hú, không khói đó. 13 triệu full bình xăng con Boe xá xỉ. Máy là khô rang nha anh em, nè chất ron anh em nhìn đi đó, chất ron nồi nè anh em nhìn đi đó ha. Ok anh em, cục máy này giá 13 triệu anh em xài liên hệ em. Rồi vô máy luôn đi dê. Nè rồi tiếp theo anh em chào bán cho anh em hai bộ lửa phun chờ 199. Lửa phun chờ 199 là dòng lửa này, dòng lửa nó giống như quay thái 110, nhưng mà ký hiệu cuộn lửa của nó trước đây em cũng bán rất là nhiều, nhưng mà sau này em chuyên một dòng mà ký hiệu cuộn lửa của nó thay gì á là nó KGD thì nó chỉ có hình bò ngôi sao ba cánh thôi, bông mai hình ngôi sao ba cánh đây. Phun chờ 1 đời thấp, còn phun chờ 1 đời cao 202, 203, 204 thì nó đóng như alpha MMVC ha. Cuộn lửa đời thấp là dây đồng đậm anh em, cuộn lửa đời thấp là dây đồng đậm. Phun chờ 199. Bộ lửa này á, là mình bán cho anh em giá là 1,5 triệu nè. Tiền hàng đẹp giá đẹp nha. Đó, bao lửa mạnh đèn sáng cho anh em. Đó. Tại vì á, bây giờ mà anh em nào kia điều kiện kinh tế thấp thì chơi mấy cái này. Đó. Kinh tế thấp thì chơi mấy cái hệ này anh em. Còn anh em nào có điều kiện kinh tế mà 110 thì mình nói rồi mình cũng giải thích cho anh em luôn. Nói về phần qua lăng với dĩ đề á, thì phun chờ 1 với quay thái 110 nó xài chung không có phân biệt nha. Nó chỉ phân biệt đời cao đời thấp thôi, chưa từng tháo ra nha. Hàng đẹp thì em bán cho anh em, chứ hàng xấu xấu mua làm gì. Qua lăng đẹp 1,5 triệu nội có qua lăng với cái dĩa đề thôi đủ tiền rồi. Rồi cũng nói với anh em luôn, hai bộ này là phun chờ 199, cho nên qua lăng nó là xài chung với qua lăng quay thái 110 không có phân biệt nha. Qua lăng với dĩa đề là không có phân biệt, phun chờ 1 của quay 110 nha, nó không có phân biệt được. Tới thời điểm hiện tại không có ai mà dám phân biệt đâu. Qua lăng đẹp vàng đồng luôn đó. Rồi F4413 phun chờ 1 là em báo anh em phun chờ 1, quay 110 là em báo quay 110 chứ không có báo 7. Qua lăng đẹp nha, vàng đồng không xét nha anh em. Ở trong nè cực kỳ đẹp, xanh đỏ tím vàng không cọ nha đó. Ra nhận hàng cái Hiếu ơi, không cọ nha. Bộ lửa phun chờ 1 đời 99 này đẹp giá 1,5 triệu đó. Là cái phần qua lăng với dĩ đề nè, là nó xài chung với quay thái 110 nha, đời thấp á, từ 201 đổ xuống á, 201 từ cuối giữa 201 đổ xuống là nó xài chung với quay 110 không có phân biệt. Nó chỉ có phân biệt là đời cao 202, 203 thôi. Nếu còn quay 110 mình với phun 1 là qua lăng là xài chung. Nó chỉ khác là khác ở mã cuộn lửa này thôi. Mã cuộn lửa quay 110 thì đóng KGD. Đó, thằng phun chờ 1 thì đóng là hình ngôi sao ba cánh ha. Bao lửa mạnh đèn sáng 1,5 triệu. Còn bộ này anh em lấy là giá là 1,3 triệu nè. Bộ này nè 1,3 triệu cũng phun chờ 1 đời 99 luôn, hai bộ 99 hết, dây đồng đậm, ngôi sao ba cánh. Bộ này giá 1,3 triệu, dĩa đề đẹp luôn nha anh em. Đó, dĩa đề đẹp luôn nha. Không có bộ nào tệ đâu, tại vì hàng em mua đẹp em mới mua, ngu dại mua đồ tệ gì bán làm chi. Ốc tán 7 màu chưa từng tháo nha. Đó, mua là mua đồ đẹp về bán cho ai mua đồ xấu rồi nè. Đó, này cũng full 199 luôn, hai bộ này cửa thẳng băng anh em, full 199 đó. GF4413 rồi, bộ này giá 1,3 triệu, anh em xài thì liên hệ. Xanh đỏ tím vàng không cọ không gì nha, hai bộ này đẹp. Rồi anh em xài liên hệ em. Tiếp phun áo, phun đèn nhựa nhám là được cái yếm, với lại cái cho anh em là cái học đồ nghề quay thái 110 đời 201. Bộ áo này không có bẩn, sơn rin, tem có lột bỏ rồi tại tem nó xấu, móc bát 100%. Có lấy tiền theo không, coi chừng cái đồ mua bánh đó, tôi cứ bóp đâu á. Nè cái yếm khóa nè, tem rin theo xe. Ở trên này nó có hàng nha anh em, nhưng mà thôi mình thấy còn xài được mình đưa anh em, đôi khi anh em gắn xe đi đồng đi ruộng cũng ổn.
chứ bây giờ bỏ nó uổng anh em. Pin theo xe anh em, đắt 2000 đó, bỏ nó cũng ổn. Cho anh em cái học đồ nghề luôn nha, có cái tem xịn luôn nè, đẹp nha anh em. Rồi ok anh em ha, đồ nghề pin theo xe đắt 2 lá 1. Rồi đèn đây, cái này là nó còn hơi nước bên trong nha anh em, về anh em cố gắng anh em giật mấy bóng anh em phơi lại nha, xịt hơi lại, nó còn hơi nước, rửa nó còn hơi nước bên trong đó anh em. Chứ cái chó đẹp lắm, thủy đẹp lắm đó, chó chui nhanh bóng là rin theo xe hết anh em, bóng rin luôn. Đó còn cái đầu đèn này sơn rin khá là đẹp nha, đầu đèn này sơn rin khá là đẹp đó, không nứt không bể nha anh em, móc bát rất đẹp luôn nha anh em, móc bát còn nguyên hết trơn nè, thấy không đó, móc bát rất là đẹp nha. Cái này nó trùm cái nhựa vô đây nè, hồi xưa có vụ này lắm đó, nè 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 nè, trùm cái ống vô đây đừng cho nó rè đó. Cái này là hồi xưa mấy cái mấy chú mấy bác mình hay chơi mấy cái môn này lắm nè, nó móc bát bao đẹp nha anh em, còn hết trơn luôn nha. Cái bộ áo này móc bát 100% em kiểm tra rồi. Cái này anh em mà bỏ sơn ha, quay thái 204 ha, quay alpha bỏ sơn này ha, thôi thôi mấy cái phôi này là thối tiền, cái đèn lái cực kỳ đẹp, đèn lái rin theo xe, chịu khó về đánh bóng lại. Em ở đây thì em không có đánh bóng, này là băng keo, sáng em có quay rồi đó. Bộ áo này phôi đẹp quá lẻ. Rồi ok, tiếp đến là mặt nạ. Sơn rin cũng khá luôn nha anh em, có cái tem mặt nạ đi bụi vậy. Móc bát còn nguyên hết trơn, không bể không nứt. Đắt 2 lá 1, quên cho anh em coi cái đắt đầu đèn nữa trời. Bộ áo này em kiểm tra rồi, móc bát 100% á. Cái đắt đầu đèn 2 lá 1 nè anh em thấy không? Đó, tháng 3 năm 2 lá 1. Tiếp theo áo này không có bẩn ha, tới cái vẹt trước. Đó. Mọc nói chung vô xe mọc luôn cũng được nữa, khỏi ấy mọc, lỗ không quịch nha. Vô xe mọc luôn cũng được nữa, khỏi mất công mà sơn cũng được. Còn anh em nào có xe đẹp thì muốn sơn lại thì sơn. Rin theo xe. Đắt. Cái này nó không biết sao mà lọt vô ông nội này đắt 99 é 2000 nè. Về 2000 nè. Về ốp dai chắc 2000 rồi. Tại thường thường ốp dai nó không có 201, anh em đa số ốp dai 2000 không à. Sơn rin đẹp luôn á. Ừ. Cái bộ áo này em xé ra em bán lẻ là tiền không á. Bộ áo này em xé ra bán lẻ là có thể trên 3 triệu á. Em nói thẳng luôn, 2 triệu 3 nha. Full áo màu, không có cặp bẩn, full đèn trước sau, yếm mũ khóa, đuôi với học đồ nghề là 2 triệu 3 em bán giá rẻ rồi. Móc bát còn nguyên hết trơn nè, theo xe mà. Ừ. Nè 2000 nè, em nói có sai đâu. Tháng 11 năm 2000, vậy cui. Áo này tính ra sân viên liền dữ ta. Rửa sạch sẽ hết trơn rồi, anh em có sơ bỏ đi sơn nó cũng khỏe nữa nè. Không lẽ giờ mình để bộ này mình bỏ đi sơn lại cái màu bạc môn đen á, thiệt chứ mình đang khoái cái màu của nó 204 2000 luôn nè, cặp ốp dai đúng 2000 luôn, móc bát y nguyên. Rồi tiếp theo là tới cái quay cái mua rùa trước luôn nè. Nói chung là không có cặp bẩn thôi, còn lại móc bát 100% nó nói vậy đi cho nó nhanh đó, quá rẻ, 2 triệu 3 là quá thơm. 2 lá 1. Cái cốp nè. Cái cốp này sơn rin đẹp luôn ông nội ơi. Rồi báo anh em luôn nghe, mã màu này mã màu xanh nhớt khang, mã màu xanh nhớt khang là mã của thằng quỷ, thằng B142, mã màu xanh nhớt xài chung với quay 110 99 2000 luôn nha. Để nhiều ông nói 2 lá 1 khác rồi, xui xin khẳng định 100%.
không khác một chút xíu nào, trùng mã màu xanh nhớt B142, khác cắt cổ tôi bỏ, khác chỗ nào vô đây phân biệt giùm em cái, khác chỗ nào, khác chỗ nào B142 nè, khác chỗ nào, khác chỗ nào ha. À, nhiều anh không biết nó 201 không phải là không có nghe anh em, ở đây em nói chuyện bằng mã màu là chính xác. Cái cốp sơn rim đẹp luôn nè, cái chỗ này là nó còn keo của cái tem á, về anh em lấy xăng chùi kỹ ra, xăng thơm cũng được, chùi xăng thôi, chùi xăng là đừng xăng thơm, xăng thơm nó bay sơn á, chùi xăng thôi rồi là lấy tem dán lại đẹp luôn nội ơi. Trời ơi móc bát đẹp trơn luôn nội ơi, nè 201 nè. Trời ơi hai cái này chưa có quịch miếng nào hết trơn, còn đẹp quá trời luôn nè anh em. Mình sao nè, áo này cái mình sao sơn rim quá trời đẹp nha, không có lỗi bát luôn nha anh em, bát móc còn rim trơn nè. Sơn rim nha anh em, phải lột tem bỏ anh em ơi, nó xấu quá trời coi không được. Ủa bát móc rim đẹp trơn anh em ơi. Ôi ôi bát móc ở trong này rim hết trơn luôn nè, có gãy bát nào đâu. Bát 201 anh em. Tuyệt vời ha. Này anh em chịu khó anh em về anh em. Này anh em chịu khó anh em về á. Anh em chịu khó là bát cà na thiệt là kỹ một cái nữa. Nè nó còn bận bận là ba cái dấu keo của tem anh em. Nè ba cái dấu keo của tem nó còn bận bận nè, cái này đường tem electric nè. Đó. Thì cái này anh em chịu khó về bát cà na thiệt là kỹ cái nó ráp luôn rồi. Hỏi có mãi ông nội ơi, sơn rim còn đẹp cực kỳ luôn. Bát cà na thiệt là kỹ là một cái nữa ha. Được. Lấy xăng chùi kỹ bát cà na kỹ cái nó là lụm rồi. Ôi bình sao thì sơn rim nó đẹp thiệt. Còn rim hết trơn luôn nè. Gãy một móc một bát đâu đâu. Tính ra bộ áo này hôm qua em bán cặp bẩn cũng không đâu có lỗi đâu anh em. Tính ra bộ máu áo này ok luôn anh em. Trời ơi móc bát rim trơn. Tới hai cái cửa này hai bên còn không gãy luôn mà. Ôi bát móc 100% không lỗi anh em ơi. Sơn rim khá là đẹp luôn. Quá rẻ. Bây giờ cái mình sau này không bao nhiêu tiền rồi, sơn rim của người ta. Nè. Sơn rim thẳng băng luôn. Không gãy một bát. Không có cặp bẩn thôi anh em ơi. Đó. Đó. Đây. 2.3 triệu lên được. Xong nha anh em. Đó còn hai bộ lửa full 199 này anh em xài hú, nói chung anh em điều kiện kinh tế thấp xài mấy cái này rất là ngon. Em ở đây em bán hàng là trên tinh thần là tôn thượng cái gì, tôn thượng cái gì mà gửi đến khách hàng ok nhất có thể để mình lấy cái uy tín của mình ngày càng tốt hơn để mình bán hàng. Đó. Rồi ok anh em ha. 1.3 triệu, 1.5 triệu. Còn cục máy thì anh em lấy máy đầu nồi nguyên viên, máy đó ngon lắm. Máy đó em nói thẳng với anh em, máy ngon cực kỳ. À, rồi nói đại khái ra em mua 12 triệu, em bán 13 triệu là lời được 1 triệu. Nói thẳng gì cho nó nhanh. Đó. Tại cái máy đó về á là bữa hổm á là em bắn bộ lửa ra em bán cho khách rồi. Máy đó em mua tới 15 triệu lận. Em bắn bộ lửa ra em bán cho khách, lửa đẹp lắm, em bán cho khách là 2 triệu. Đó. Thì nó còn lại là 13 triệu. Đó. Thì em bán giờ em bán 13 triệu làm lời được 1 triệu. Đó. Với cụ đề. Cho nên là thôi mình bán giá cũng nhanh, giao lưu với anh em chơi. Cái cục máy đó chất ron đồ nhớt còn trắng tươi á, cái máy đó nhớt còn trắng tươi á, nhớt đẹp lắm á. Anh em có xài thì xài. Mình muốn bán nhanh, gom nhanh phải xe cộ và anh em coi nè. Ở ngoài này ban đêm em để ngoài luôn á, trong nhà đâu còn chỗ đâu, nó để bít rồi. Ở đằng sau là không còn chỗ để rồi đó. Xe bây giờ anh em cần phụ tùng quay 110 cứ liên hệ nhà mình lúc nào cũng có hết trơn, nói thẳng. Riêng phụ tùng rã nha, chứ phụ tùng tồn kho thì có món có món không. Thôi vậy em chào anh em ha.